Đây là mô hình nuôi tôm của anh Đào Thanh Bình. Tôm thu hoạch 27 con trên 1 kg. Theo giá tôm này thì anh Bình có lãi nhưng mà không có nhiều. Và tôm cũng một phần chậm lớn. Hiện nay tại xã thì mô hình này đang làm ăn có hiệu quả khoảng 2 cho tới 3 năm nay.